Chào các bạn tin nhanh 24/7. Ducati Mutijara 950 có giá bán hơn 13.900 USD. Ducati Mutijara 950 có trọng tải là 214 kg, nhẹ hơn so với người đàn anh Mutijara 1002 là 257 kg. Sẽ được trang bị cặp mâm hợp kim đa chấu màu xám có kích thước 19 inch ở bánh trước và 17 inch ở bánh sau, đi cùng với bộ lớp Pirelli Corbion Trail 2 có kích thước lần lượt trước và sau 120/70, 170/60. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa trước có đường kính là 320mm với kẹp phanh Rebo M4.32 và 265mm ở bánh sau. Hệ thống treo trước gồm phuộc hành trình ngược 48mm và điều chỉnh tùy chọn tùy theo địa hình và trọng tải. Phía sau giảm sóc sắt, bên cạnh đó, chiếc xế còn được có chiều cao yên xe ở mức 838mm có thể nâng hạ. Ducati Mutijara 950 vẫn trang bị cộng đồng hồ kỹ thuật số đi kèm màn hình LCD hiển thị những thông số như tốc độ, bồn tô máy, khoảng cách đã chạy, cấp số, nhiệt độ nước làm mát động cơ, nhiên liệu còn trong bình và giờ giấc. Bên cạnh đó, hàng loạt hệ thống điện tử tiên tiến có thể gọi là lực đo quán tính, kiểm soát bắt đầu, Ducati Cruise Control DTC, kiểm soát bấm đường v.v. Ducati Mutijara 950 vẫn sở hữu khối động cơ L-twin Testarossa DVT làm mát bằng dung dịch, có dung tích 937 phân khối, cho công suất tối đa 113 mã lực tại 9.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 96 Nm từ 4.000 đến 9.500 vòng phút. Bốn hệ thống lái gồm đường trường, thể thao, đô thị và địa hình. Tại thị trường Anh, chiếc xế có bán có hai màu tùy chọn gồm đỏ và trắng, đi kèm mức giá bán lần lượt là 13.995 USD và 14.195 USD. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại ở clip tiếp, nhớ like hoặc share nhé, subscribe.